Question 36. A lessee was given a 30-day notice to terminate a periodic tenancy by the landlord. However, the lessee failed to vacate the property at the end of the 30 days. Which of the following is now true? A. There is a tenancy at sufferance. B. The landlord could begin the ejectment process. C. If the landlord accepts and cashes the tenant's rent checks, then a new periodic tenancy would result. D. All of the above. Correct answer is D. All of the above. A tenant in sufferance, as in this scenario, originally takes possession of a property with a valid lease but continues as a holdover after the lease has expired. The landlord can legally move to eject the tenant. If the landlord accepts the renter's check, however, then a new periodic tenancy will be created. Câu 36. Bên thuê nhà được bên cho thuê thông báo trước 30 ngày về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà định kỳ. Tuy nhiên, bên thuê đã không rời khỏi tài sản sau 30 ngày. Điều nào sau đây là đúng lúc này? A. Đó là một cưỡng chiếm thuê nhà. B. Chủ nhà có thể bắt đầu quá trình trục xuất. C. Nếu chủ nhà chấp nhận tiền thuê bằng séc của người thuê nhà thì sẽ dẫn đến một hợp đồng thuê nhà định kỳ mới. D. Tất cả những điều trên. Câu trả lời đúng là D. Tất cả những điều trên. Một cưỡng chiếm thuê nhà như trong trường hợp này, ban đầu sở hữu một tài sản có hợp đồng thuê hợp lệ nhưng vẫn tiếp tục sau khi hợp đồng thuê hết hạn. Chủ nhà có thể trục xuất người thuê nhà hợp pháp. Tuy nhiên, nếu chủ nhà chấp nhận séc của người thuê nhà thì hợp đồng thuê nhà định kỳ mới sẽ được tạo ra.